ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một buổi chiều ấm áp bên gia đình và người thân. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật cho quý khán giả những thông tin liên quan đến cầu Úc Gò Công và những tin tức khác ha. Và bây giờ như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ vào kênh YouTube Hồ Văn Cường Official để cho mọi người nhớ đây. Hồ Văn Cường Official viết in đầy đủ dấu ha, có chữ Official thì viết in chữ ho thôi. Kênh 166.000 người đăng ký. Quý khán giả nhớ truy cập vào đây ha. Chọn những bài hát nào mình yêu thích. Hãy cung đàn thương nhớ mùa xuân Việt Nam quê hương ngày Tết, người ơi đừng bỏ quê. Chăn thần tuổi cổng mẹ, hương tóc mạ non, mình thích bài nào thì mình nghe bài đó để tăng tương tác giữa kênh với khán giả ha cả nhà. Và bên Facebook thì Xuân Mỹ xin cập nhật. Đây, trên nền tảng Facebook thì mình có trang fanpage Hồ Văn Cường fanpage ha cả nhà. 17.000 người theo dõi với cái email. Đây là cái email nhận show contact.hovancuong@gmail.com. Email liên quan đến công việc nhận show của Cường ha, với các bầu show nhạc sĩ, ca sĩ. Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà trên màn hình thì này là anh Dương, đây là Nguyễn Minh Cường, đây là Hồ Văn Cường, đây là đi thu âm bài hát mà nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường làm nhạc ha. Đây là những nhân vật mới xuất hiện trong năm 2024 bên song hành bên sự nghiệp âm nhạc của Cường. Để Xuân Mỹ sử dụng cái tấm ảnh này để làm nền cho chiếc video chiều hôm nay ha cả nhà. Song Cường cùng Dương là mãi mãi đi lên chứ không có đi xuống nha. Rồi, trở lại trang fanpage thì chúng ta truy cập trang fanpage làm gì để tương tác với Cường. Đây, như Xuân Mỹ nói ha, ngày thứ bảy cả nhà nấu bữa tối chưa, vô nấu ăn chung với con Cường nha. Cười ngượng ngượng ngộ ngộ ha đó. Xoay quanh cái nồi nuôi thôi. Xoay quanh cái nồi nuôi nhưng mà có rần rần tới 3.000 người theo dõi và mấy chục ngàn bình luận liên tục. Cường nói là Cường đọc bình luận không kịp luôn đó. Nó cứ chạy veo 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 lên vậy đó. Đó cả nhà nè, công đoạn chuẩn bị nuôi của ảnh 1 tiếng 20 mấy phút mà nồi nuôi chưa có xong. Rồi xuống like, sau đó là gửi hình báo cáo sao ha. Đây, sau đó là gửi hình, sau đó gửi hình thành phẩm sao luôn ăn. Trong những cái câu chuyện này cũng lồng ghép vào những cái bài hát, những câu chúc, những chia sẻ, những cái dự định show diễn của khu vực phía Bắc, phía Trung. Thì con nói là để coi sắp tới thôi, nhưng mà chưa biết khi nào ha. Rồi những câu hát tặng khán giả, rồi những cái lời giao lưu, bông đùa làm cho cái câu chuyện câu chuyện vui vui nhộn vào tối thứ bảy. Đây, tự Facebook nó hiện lên cái tại vì là trang của Xuân Mỹ cho nên nó hiện lên của Xuân Mỹ đó cả nhà. Ekip hôm nay thật tuyệt vời ha. Đó là cái phần ekip nhắc chuyện đó. Nghe đồn Cường nấu ăn hơi bị ngon, ủng hộ con làm vlog nha. Con cứ ngẫu hứng mỗi tuần đi, bao vui ha cả nhà. Mai mốt con nhớ nấu riêng một nồi nước sôi trước nha. Sau khi xào thịt thì cho nước sôi vào nấu cho nó nhanh. Cảm ơn Cường hôm nay cho các cô một tối thứ bảy vui vẻ. Rồi Cường ca ngọt hơn nồi nước súp nuôi kia luôn. Đây, nhìn là mọi người ơi, phải tin vào tài nghệ Cường chứ ha cả nhà. Đấy, bao ngon, thèm quá Cường ơi. Rồi, các bạn admin nay hay là mình làm vlog luôn đi Hồ Văn Cường. Đó, ủng hộ ha cả nhà, ủng hộ, ý kiến hay. Rồi, Xuân Mỹ xin chia sẻ cái trang fanpage vậy để mọi người cùng giao lưu ha. Và chúng ta có thể vào đây chúng ta xem những cái phần show diễn nè. Nè này, show diễn live stream ha. Bây giờ lịch diễn Xuân Mỹ nè, kéo lên lịch diễn 30 tháng 5, 1 tháng 6 và 8 tháng 6. Thì vé của 30 tháng 5 là còn trăm mấy.
Vé của 1 tháng 6 cũng còn trăm mấy, tức là còn hơn trăm vé thôi nha cả nhà, cũng bán là như vậy là cũng khá rồi. Show của 8 tháng 6 thì còn loại vé 1 triệu 9, 1 triệu 7, 1 triệu rưỡi và 900. Còn cái này thì còn vé 1 triệu 2, 900 rưỡi, 700 rưỡi, cái này còn vé 1 triệu 7, 1 triệu 3 và 1 triệu. Thì quý khán giả nào muốn book vé riêng đối với phòng trà Bến Thành mua chung thì được giảm 10% ha, đại diện FC mua chung thì được giảm 10%. Mọi người kết bạn Zalo với Xuân Mỹ 0913136109 nha. Xuân Mỹ sẽ kết nối với bạn Hồng Phước để đặt vé cho mọi người. Giờ Xuân Mỹ vào trang Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen. Chị Lưu Lệ Nga, mình thấy môi trường học tập tại Hoa Sen tương tự như ở Mỹ. Sau khoảng thời gian học tập và tốt nghiệp tại trường San Jacinto College của Mỹ, chị Lưu Lệ Nga, cựu sinh viên khóa 12 chia sẻ, mình cảm thấy môi trường học tập tại Đại học Hoa Sen tương tự như ở Mỹ vì các thầy cô luôn có tác phong chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ khi giảng dạy. Đây cả nhà, mình để lên màn hình luôn cho mọi người nhìn ha. Nè, hòa đồng vui vẻ khi giảng dạy ha, thầy cô luôn tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc và vận dụng những cái kiến thức đã học vào thực tiễn, đặc biệt nhờ việc phải học các môn tiếng Anh ở Hoa Sen cũng giúp mình hòa nhập nhanh hơn khi chuyển sang học tập ở Mỹ. Nói về những cái năm tháng gắn bó tại nhà trường Sen, chị đã từng tham gia nhiều hoạt động như tập huấn cán bộ đoàn hội, hội trại truyền thống, xuân tình nguyện, Nguyệt Thủy đoàn viên, tiếp sức mùa thi. Chính những lần trải nghiệm đó giúp chị gặp gỡ nhiều với bạn mới, mở rộng mối quan hệ, tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc, nhất là trở nên mạnh dạn hơn, tin tưởng vào khả năng của bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Với chị Lưu Lệ Nga, trong cuộc sống luôn có mặt tích cực và mặt tiêu cực, nhưng mọi người hãy nhìn nhận mọi vấn đề xảy ra theo hướng tích cực để mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. See the glass half full, not half empty. Đó, cả nhà nhìn nhìn tích cực để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Và đây phần chia sẻ của chị Lưu Lệ Nga, sinh viên, cựu sinh viên khóa 12 ngành toán ứng dụng. Bây giờ là ở khoa công nghệ truyền thông. Đây cả nhà, hồi xưa chỉ ở trong câu lạc bộ bóng rổ, đội bóng rổ của Hoa Sen. Wow, cũng chơi thể thao dữ ha. Rồi đây đó cả nhà, chị qua Mỹ chị học y tá. Đây, qua Mỹ học y tá, học thêm y tá. Ngành y tá này là ngành của chị Hương Trương đó cả nhà. Đó, cùng ngành với chị Hương Trương của idol gì fan của cậu Út Gò Công ha. Chị Hương Trương thì bây giờ là miệt mài luôn, làm 1K 2K rồi là buông 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 ca buông công việc ra thì ôm cái điện thoại đu idol trên điện thoại đó, tạm gọi là vậy cái nè, đu idol trên điện thoại nha. Đó là thông tin trường Đại học Hoa Sen. Giờ thì Xuân Mỹ vào trang một số đối tác của Cường xem có thông tin gì nữa không. Hôm qua thì anh Sơn có gặp gỡ các em thiếu nhi ở đại học ở ở bên Đức, mà có một em hát cái bài Cô Chào Em Cô Gái Lâm Hồng rất là hay cả nhà, để Xuân Mỹ mở cho cả nhà xem nha. Đây. Đấy, cô gái này là sinh ra ở Đức nha, sinh ra và lớn lên ở Đức. Ngày đêm đi thông. Tại anh Sơn cầm cái máy gần cái điện thoại, ảnh cầm cái điện thoại cho nên tiếng ảnh nghe lớn luôn nha. Tay lái ta run lên lời ca, ơi cô gái sẽ qua lòng em càng thấu tỏ, dù sẽ anh chạy đêm chạy ngày cô gái mang này. Tình nghĩa em vì miền Nam bao yêu thương, đi thông đường đi về chuyến xe dồn nhanh tay lái vút tiếng hát cao chào quê hương Lam Hồng, hơi la hơi la hơi la.
Thảo vậy đó, sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng mà phụ huynh cho học tiếng Việt và hát được những bài tiếng Việt rất là hay. Hát cái bài Chào Em Cô Gái Lâm Hồng như vậy là rất là tốt. Mọi người nghe cái tiếng của em gái nhỏ, vì là em ấy đứng xa cái điện thoại, anh Sơn cầm cái điện thoại quay, cho nên là nghe tiếng anh Sơn lớn hơn, nhưng mà thật ra cô gái đó hát rất là hay cả nhà, quá giỏi. Những cái những gia đình người Việt sống ở Đức luôn luôn nhớ về cội nguồn và giữ gìn cái tiếng mẹ đẻ cho các cái thế hệ trẻ, các thế hệ con của mình sinh ra và lớn lên ở Đức, đó là một cái việc làm hết sức là đáng đáng khen đó cả nhà. Dù đi đâu thì cũng phải nhớ về cội nguồn của mình ha. Đó là bên Trang Anh Sơn. Ảnh còn những cái chuyến này ảnh còn giải bóng bàn châu Âu, rồi ảnh có một cái show diễn ở Ba Lan nữa. Giờ Xuân Mỹ vào trang của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường để có thông tin gì mới ha. Xuân Mỹ sẽ nói thêm cho cả nhà. Không có. Giờ vào trang Hồ Văn Cường fan club. Rồi vẫn là vẫn là nồi nuôi, chuyên mục nấu nuôi cùng Cường, tức là đây. Phần này phần nêm nha. Phần này phần nêm nè. 2 3. 3 muỗng nước mắm nha. Đường. Hai. Ba rưỡi đi. Khẩu vị của người miền Tây là hơi ngọt đó. Xem là thành quả của cái nuôi này như thế nào ha. Tại vì là Cẩm Tiên được mời ăn mà, cho nên là cái này là theo tin mà Xuân Mỹ đi nhiều chuyện á nha. Xuân Mỹ đi nhiều chuyện thì Xuân Mỹ biết là bữa đó được mời, thì mọi người hỏi thử xem là hỏi Cẩm Tiên phát biểu cảm nghĩ với cái nồi nuôi này của bạn Cường nấu nha. Cẩm Tiên rất là vinh dự nha, được bạn Cường đích thân nấu nuôi mời ăn, rất là vinh dự đó cả nhà. Rồi cô chú anh chị nào show 30 tháng 4 mà gặp Cẩm Tiên nhớ hỏi nha, nhớ hỏi là bữa đó ăn ăn nuôi thấy sao để bạn ấy phát biểu cảm nghĩ. Đó là cũng là nồi nuôi, từ bữa thứ bảy tới giờ vẫn chưa hết nuôi, nhưng mà mọi người cũng lưu ý nhớ là ủng hộ. Cả nhà ơi, chỉ còn 2 tuần nữa là đến show diễn 30 tháng 5. Khách mời là thầy Trí tại Mây Sài Gòn, rồi tới phòng trà Bến Thành. Cả nhà thích nhạc êm dịu, tình cảm, lãng mạn không, hay những bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy trong show 8 tháng 6 thì hãy liên hệ đặt vé nhanh cho mình chiếc vé nhé. Đấy, kêu gọi đặt vé show nghe cả nhà. Ngay trong cái chương trình nấu nuôi thì Cường cũng kêu gọi mọi người nhớ đó là 30 tháng 5, 1 tháng 6, 8 tháng 6 mua vé đi ủng hộ con nha cả nhà. Đấy, đó là những cái lời. Bây giờ thì Xuân Mỹ có mấy cái bài báo Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe ha. Đây, trong mấy ngày qua nè, có báo Thanh Niên, Hồ Văn Cường tiết lộ cuộc sống hiện tại lắm hiếm hoi nói về chuyện tình cảm. Hồ Văn Cường trổ tài nấu ăn thôi, trổ tài nấu ăn tặng mẹ ruột, hát tặng mẹ ruột trên livestream cũng được. Sao Star viết đây, bây giờ mình đọc bài của Sao Star viết coi, Sao Star viết có hài hước không nha cả nhà. Đăng hình của Cường và mẹ Cường hồi lúc trước nè.
Đây, Hồ Văn Cường. Quảng cáo, cả nhà là quảng cáo, quảng cáo. Để chảy ra. Quảng cáo đây ha. Nè, hình này lúc lúc trước rồi này hình hiện tại bữa đó đó. À, quảng cáo nhóc trơn á, để kéo ngay nào không có quảng cáo thì đưa vô màn hình ha. Tối 11 tháng 5 vừa qua, Hồ Văn Cường thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi livestream nấu ăn trên fanpage chính thức. Theo đó thì chàng trai 21 tuổi trổ tài vào bếp nấu ăn cho cả gia đình, vừa nấu ăn nam ca sĩ vừa livestream giao lưu trò chuyện cùng khán giả. Đây là tấm hình mà Sao Star lấy khi mà Cường đăng thành quả ha. Rồi để lướt qua cái phần đây. Xuyên suốt buổi livestream, ngoài nấu ăn giao lưu cùng fan, Hồ Văn Cường trổ tài hát hò theo yêu cầu từ khán giả. Mới đây cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hồ Văn Cường ngẫu hứng hát một đoạn ca khúc nổi tiếng để dành tặng mẹ ruột khi bà xuất hiện trong buổi livestream để phụ con trai nấu ăn. Rồi đây tiếp. Cụ thể Hồ Văn Cường thể hiện vài câu hát trong ca khúc Mẹ Tôi dành tặng đến đấng sinh thành. Dù không có nhạc hỗ trợ nhưng giọng hát của nam ca sĩ gốc Tiền Giang vẫn đong đầy tình cảm, đặc biệt trong lúc phô diễn giọng hát. Nam ca sĩ cũng đưa mắt nhìn về phía mẹ ruột đang cặm cụi làm việc, chủ đề thấy được, đủ để thấy được tình cảm của Cường dành cho mẹ của mình. Chính trang này nó quảng cáo nhiều lắm cả nhà. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho giọng hát ngày một có sự tiến bộ của nam ca sĩ trẻ. Số khác cũng hy vọng Hồ Văn Cường sẽ thường xuyên livestream trên fanpage hơn để giao lưu với khán giả. Đây, ở thời điểm hiện tại thì Hồ Văn Cường là giọng ca rất được săn đón tại các đêm nhạc, phòng trà, sân khấu ca nhạc hơn lớn. Nam ca sĩ trẻ không chỉ có sự lột xác mạnh mẽ về ngoại hình mà giọng hát của Hồ Văn Cường được đánh giá là ngày một chỉnh chín mùi thăng hạng. Ngoài việc chăm chỉ chạy show ca hát, Hồ Văn Cường còn rất thích Hồ Văn Cường rất tích cực ra mắt các sản phẩm âm nhạc cá nhân để phục vụ cho khán giả. Gần đây nhất, nam ca sĩ gốc Tiền Giang đã có màn trở lại ấn tượng, bắt tay cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường để phát hành ca khúc Cung Đàn Thương Nhớ và Ngược Dòng Yêu Thương, được đón nhận nồng nhiệt trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Tới quảng cáo nữa cả nhà. Rồi hết rồi, và đây là hình của hai chú cháu ha. Rồi bây giờ đó là bài báo trên Sao Star, giờ Xuân Mỹ qua bài báo của báo Thanh Niên. Đây ha. Đọc cả nhà, đọc cho ha, cả nhà nghe hai bài báo luôn. Hồ Văn Cường tiết lộ cuộc sống hiện tại, lần hiếm hoi nói chuyện tình cảm. Trong cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, báo Thanh Niên viết cái phần trò chuyện ở tại show diễn Nhâm Nhi Guitar. Ca sĩ Hồ Văn Cường thoải mái tiết lộ về bản thân, chuyện tình cảm với mọi người. Và đây là hình ảnh Cường hát trong cái phần Nhâm Nhi Guitar ha. Hồ Văn Cường nói trên sân khấu, anh cố gắng thể hiện mình hướng ngoại, nhưng về cuộc sống bình thường thì hướng nội trầm trọng. Trong mặt kép nha cả nhà, nam ca sĩ khẳng định mình mong muốn trở thành trung tâm của sự chú ý và thừa nhận là người có tâm hồn già dặn. Chắc đây là thói quen từ bé, vì lúc còn nhỏ tôi đã giống như ông cụ non vậy, nam ca sĩ 21 tuổi bày tỏ. Hồ Văn Cường cũng chia sẻ bản thân sẽ cố gắng mở lòng nhiều hơn để thoải mái tâm sự chia sẻ với mọi người. Cũng trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi về chuyện tình cảm, giọng ca sinh năm 2003 thừa nhận chưa có một đối tượng nào để yêu. Với lại, tôi hiện tại có nhiều điều phải lo, vừa lo việc học, vừa lo gia đình và không biết làm sao để đáp lại tình cảm của cô chú anh chị dành cho mình. Vậy nên tôi chưa dám yêu, anh bộc bạch. Và đây là hình ảnh Cường, chú Cường và thầy Trí, Tam Ca. Tam Ca hướng nội, cùng hát ha. Quảng cáo nữa cả nhà. Tiếp theo, Nguyễn Minh Cường dành lời khen ngợi Mùi Mận. Nguyễn Minh Cường dành lời khen ngợi vì màn chia sẻ khéo léo của giọng ca sinh năm 2003. Nam nhạc sĩ cho biết anh cũng lường trước câu trả lời vì trong quá trình làm việc chung, tác giả Hoa Nở Không Màu thấy rằng Hồ Văn Cường đang tập trung cho việc học và nghệ thuật. Đó cũng là công việc mà em ấy đang để tâm.
Bây giờ Cường đang đam mê công việc và tình yêu của em ấy là khán giả, anh nói. Theo nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, trong những lần gặp gỡ đầu tiên, anh ấn tượng với đàn em bởi vẻ ngoài ngây ngô. Nhưng khi nghe Hồ Văn Cường thể hiện loạt ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi, Cung Đàn Thương Nhớ, anh bất ngờ vì giọng hát nhiều cảm xúc. Dường như Hồ Văn Cường đã biến những tác phẩm đó thành một phiên bản rất riêng. Cho nên bề ngoài em ấy hơi nhút nhát, nhưng bên trong đúng một người, đúng như mọi người nói là một sứ giả cảm xúc, Nguyễn Minh Cường tâm sự. Đó cả nhà, hết. Tới đây là hết bài viết ha. Kết thúc là nhận xét của Nguyễn Minh Cường. Đúng như mọi người gọi danh xưng là sứ giả cảm xúc. Hát nhả từng câu từng chữ, cả nhà thấy không? Hát chai thôi, bữa livestream hát chai thôi mà nghe nó ngọt, trời ơi. Nó ngọt nhất là cái bài Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chợ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, Rạch Miễu Xây Cầu Đường Dài Bến Tre Gần Hơn. Xuân Mỹ hát thì chắc chắn không bằng Cường rồi cả nhà, chắc chắn là hát dở rồi, cho nên là phải có những người hát dở mới thấy là Cường hát ngọt và hay như thế nào. Thì đó là hai bài báo mà Xuân Mỹ muốn đọc cho cả nhà nghe, viết về Cường và cuộc sống của Cường ha. Nói chung thì thật sự mà nói thì cũng giống như Cường tâm sự trước khán giả, thì Cường cũng tâm sự với bạn bè người thân của mình là bây giờ gán cố gắng lo học cho xong đại học, lấy được cái bằng, rồi theo thầy Trí học thanh nhạc mỗi tuần 2 buổi, nâng cao cái kỹ năng âm nhạc của mình để hát cho hay hơn, ngày càng hay hơn, phục vụ khán giả ở những show diễn. Và thời gian gần đây thì chúng ta thấy rõ ràng tài năng của Cường đã được nâng lên, kỹ năng ca hát của Cường đã được nâng lên, cái phần luyến lái hay hơn, nhả chữ hay hơn, nhất là hát ở những nốt cao, nó khác xa với cái khoảng thời gian đầu Cường trở lại sân khấu, đúng không cả nhà? Mỗi lần mà lên cái quãng cao, nốt cao thì Cường phải rướn cổ, rướn người và cố gắng lấy hơi thật là nhiều, rất là có vẻ rất là mệt mỏi, nhưng bây giờ Cường xử lý những nốt cao, quãng cao rất là nhẹ nhàng, lướt qua rất nhẹ nhàng, đúng không cả nhà? Luyến lái rất là hay hơn, ai cũng thấy điều đó. Và chính cái đội mà việc tập dượt âm nhạc cho Cường cũng nhận xét là Cường ngày càng hát hay hơn. Thì đó là hai bài báo ha, đó là những cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn chia sẻ về Cường cũng như show diễn. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin nhắc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109, để mọi người có book vé xem show thì nhắn cho Xuân Mỹ ha, Xuân Mỹ kết nối với các bạn FC. Để book vé cho mọi người đi xem những chiếc show diễn ha. Một cái bây giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội. Tin được đăng trên báo Vietnamnet ngày 13 tháng 5, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án xảy ra tại khu vực đường dẫn ra hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn vào sáng sớm cùng ngày. Lãnh đạo Ủy ban xã Minh Trí, Sóc Sơn xác nhận vào khoảng 3:50 là rạng sáng nay đó cả nhà, tại khu vực đường dẫn ra hồ Đồng Đò trên địa bàn xảy ra một vụ khiến cô gái đăng xuất camera giám sát cho thấy nạn nhân bị một thanh niên mặc áo trắng quật ngã, ghì chặt rồi dùng dao tác động vật lý vào người. Cô gái có kêu la van xin nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục hành vi. Sau đó thanh niên có một thanh niên khác từ trong nhà chạy ra can ngăn nhưng bất thành. Nạn nhân đăng xuất với hàng chục vết dao trên người. Hiện công an huyện Sóc Sơn phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Trời ơi, cái này không biết có mâu thuẫn gì không cả nhà, không biết có mâu thuẫn gì không, camera an ninh chụp lại được là cô gái nằm ở dưới đường. Xin chia buồn với gia đình nạn nhân cô gái ha. Bây giờ con người ta xem thường tính mạng của nhau lắm cả nhà, hở một chút là người ta ra tay. Rồi, đây là bài báo ở trên VTC News, rà soát lịch sử khám chữa bệnh của 3 người liên quan đến vụ loạn luân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai,
Ngày 13 tháng 5, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu đơn vị rà soát cung cấp thông tin tài liệu khám chữa bệnh của ba người gồm LTHT và Lê Thanh Kỳ Duyên cùng 31 tuổi đã sinh sống ở ấp 2 xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây và VKC cùng từng sống. Lê Thanh Kỳ Duyên, cái VKX này là Vòng Kim Xuân đó cả nhà, từng sinh sống ở Định Quán, Đồng Nai, rồi ấp 2 xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, rồi sau đó về ấp Lập Thành. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện cả trong và ngoài công lập, trung tâm y tế, phòng y tế quận huyện phối hợp rà soát cung cấp thông tin khám chữa bệnh của cả ba đương sự trên cho công an tỉnh Long An. Trước đó thì Sở Y tế nhận được công văn của cơ quan điều tra công an tỉnh Long An về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án của ba người trên. Căn cứ vào điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan an ninh điều tra công an Long An đã yêu cầu Sở Y tế cung cấp thông tin tài liệu từ năm 2006 đến nay về việc ba đương sự trên có khám chữa bệnh hoặc có khám thai sinh con tại các bệnh viện phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hay không. Trước đó ngày 5 tháng 5 thì cơ quan an ninh điều tra công an Long An đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Lê Thanh Kỳ Duyên là con của bà Lê Thanh Vân đó cả nhà. Lê Thanh Kỳ Duyên bị công an Long An truy tìm phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo quyết định này thì Lê Thanh Kỳ Duyên là con của ông Lê Tùng Dân, 92 tuổi, và bà Lê Thu Dân, 67 tuổi. Duyên là người có liên quan trong vụ án loạn luân mà công an đã khởi tố ngày 19 tháng 4. Hiện Duyên chưa rõ ở đâu, cơ quan công an tiếp tục truy tìm để phục vụ điều tra. Cơ quan nên điều tra công an Long An thông báo những ai biết thông tin về Kỳ Duyên thì báo với cơ quan điều tra công an Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, Long An, điện thoại 0693 609113 hoặc 0842 728599, điều tra viên Trần Minh Hoàng. Đấy, theo đó thì ngày 19 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra công an Long An đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Tùng Vân để điều tra về hành vi loạn luân. Trước đó thì qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của Lê Tùng Dân, cơ quan công an đã thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Dân có quan hệ loạn luân với các con ruột sống trong căn hộ của bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Đấy cả nhà, đó là thông tin liên quan đến vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, và Xuân Mỹ nói đây là một cái vụ án chấn động mà trước đây dư luận đã rất là quan tâm và bây giờ vẫn còn quan tâm. Có một bộ phận người sùng bái ông Lê Tùng Vân rồi đi theo ông Lê Tùng Vân, giống như tôn ổng như một vị thánh. Ổng ngồi và phía trước là lư hương và bái lại những cái người vợ sống chung nhà với ổng cũng bái lại ổng như vậy, những cái người phụ nữ cũng bái lại. Sau đó là có những cái đứa trẻ không biết cha là ai, bây giờ thì người ta đã xác định là ha có dấu hiệu loạn luân. Người ta không công khai tên của những đứa trẻ, nhưng mà trong những cái chú tiểu mà chúng ta xem, những cái chú tiểu đi thi hồi trước, Xuân Mỹ cũng rất là thích xem cái chương trình của các chú tiểu này, nhưng mà sau đó nghe ra rất là rùng rợn hay cả nhà. Một cái ông già bệnh hoạn, Xuân Mỹ nói thật nha, cái con người này đã sinh ra đã biến thái bệnh hoạn rồi chứ mà tu tập gì đây ha cả nhà. Và có những cái người, con người có cái tư tưởng biến thái bệnh hoạn mới tôn sùng ổng như vậy cả nhà. Và những cái người mẹ, những cái người phụ nữ rất là đáng trách khi mà đưa những cái chính cho ổng là quan hệ với chính những cái đứa con ruột của mình như vậy, là rất là đáng trách, là một cái sự việc rất là kêu bằng, nó không có còn gì giá trị đạo đức, đạo lý xã hội con người luôn đó cả nhà. Họ là bị can Lê Tùng Vân, cái thằng cha này phải gọi là thú chứ không phải người cả nhà. Thằng cha này là thuộc dạng là thú, thú đội lốt người chứ không phải người, thú ăn thịt cả con của mình luôn như vậy đó. Đó là những cái thông tin trong xã hội mà Xuân Mỹ cũng muốn kết hợp gửi đến quý khán giả chiều hôm nay. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, vẫn chưa
những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Còn lại thì cả nhà nhớ trở lại video trang fanpage của Cường với 17.000 người theo dõi nè, để chúng ta xem lại livestream với cái câu chuyện xoay quanh nồi nuôi ha. Với cái câu chuyện xoay quanh nồi nuôi. Còn bên YouTube thì chúng ta trở lại kênh YouTube Hồ Văn Cường. Đây cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu giao YouTube nhắc lại ha. Đây, tương tác với kênh này để kênh tăng tương tác với khán giả ha. Rồi một lần nữa chúc cả nhà có bữa chiều ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau ạ. Xin chào. Khi ai nhắc về Trà Vinh, đầu tiên nghe hai chữ chân tình. Ai ơi dấu ngàn dặm xa, một lần thôi xin ghé qua. Nơi đất ngọt lời thương nhớ, nơi đi vào từng trang thơ. Khúc ca Trà Vinh tình đất tình. Nhà mình nhớ 30 tháng 5 này đi show thiệt là nhiều cho nó vui nha cả nhà.